Vâng, xin mến chào các bác nhá. Vâng, tiếp tục một video clip lên test giới thiệu đến các anh em một cặp loa bãi Mỹ sạc pin Vega. Cặp loa sử dụng bát 40 từ 16577, một tép kèn, một tép xì quá. Đây là một cặp loa sạc pin Vega của cái model SP15F các bác nhá. Đấy. Đấy, loa đẹp xuất sắc các bác. Đấy. Ờ, một cặp loa sạc pin Vega có cái model SP15F. Đấy. Dòng này sử dụng cùng gỗ bọc da các bác nhá. Đấy, với một cặp loa bãi xịn đẹp xuất sắc. Đấy. Hầu như là chưa có vết chầy xước. Đấy. Đi nguyên bản các bác nhá, với một cặp loa Mỹ xịn đến từ nhà sạc pin Vega. Mô hình bát 40 sử dụng từ 16577, một tép kèn, một tép xì. Thì với một cặp loa này bên em đang chào bán với giá đầu tư 19 các bác này. Đấy, loa chất âm các bác. Đấy, chất âm tuyệt vời các bác nhá.